xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Anh nên lên Sài Gòn đi học đi. Không nói nhiều nữa, tôi đi đây. Anh đã... Cuộc đua đang tăng tốc tối đa. Cuộc chiến của hai quân sư ngày càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Chung kết 8, chủ đề thần tượng. 4 tiết mục, 4 màu sắc mới mẻ, 4 màn hóa thân hoàn toàn mới vào các nhân vật đã in sâu vào trong tim khán giả. Lạc Hoàng Long với hình tượng người cha, Tuấn Dũng với hình tượng ông Sáu Bảnh, Anh Tú gây sốc trong hình ảnh sò lụa, Quang Trung bất chấp cùng nhân vật cám. Tập 4 sẽ mang đến một đại tiết 2, một đêm duy nhất chỉ có tại Cười Xuyên Việt 2016, kinh tính và rất rất mới. Đón xem tập 10, chủ đề thân tượng, phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 ngày 29 tháng 7 năm 2016, duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 7 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.